Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Video này theo chân em An này làm video mới gửi tới cho quý vị và các bạn. Úi giời, một cây sam hương khủng. Đây mới là sam hương 100% đúng không? Chứ không phải là hàng gọi là cây ghép như là cây lúc nãy. Cái hoành hơn ở vị trí em đều là 12 này. Cái chỗ rồi. Cây này cũng già lắm rồi đấy, u cục này. Cái nơi đó dòng không phải nước mình này, nó dòng Indo. Sam hương Indo à? Và cái chỗ đó là 40. Chiều cao 100 này. Chiều cao 1m, tán ngang 125. Em báo giá là mà thôi không báo giá. Đó là quá giờ đi alo nhé. Thế thì quý vị và các bạn thích thì điện thoại cho em An riêng cái cây này. Nó là tiền trầm nha. Nó là hàng trăm triệu trở lên đấy, không có dưới dưới ba con số đúng không? Vâng, để bạn cho nó hình dung được. Đây quý vị và các bạn có thể thấy tổng bóng tổng thể toàn bộ cây sam hương của An. Đấy. Chuẩn quốc tế luôn đấy. Tôi báo phát giá cho máu trăm bao nhiêu? 200 anh ấy. Thế thì phải nói là tiền trăm chứ không phải. Em bảo tiền trăm mà. 200. Rồi. Đây là 200 triệu nha quý vị nhá, chứ không phải là 200. 200 triệu quý vị và các bạn ưng thì liên hệ em An. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tiếp theo gửi tới cho quý vị và các bạn cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm đây. Cây này nó được cái là nó to anh nghe. To là gốc. Cây này gốc to. Nhưng mà nói đúng hơn là nó cũng là đẹp. Chiều cao là 85 này. Cao bao nhiêu? 85 ạ. 85. Tán ngang 1m3. Cao 85. Tán 1m3 nha quý vị nhá. Mạnh hơn là 55. Thân 55. Wow. Đây nha. Rồi, cái tay là sao cái tay này? To cây cái em so so được, nó phải bằng nửa cổ tay của em. Tay cái một to thế thôi. Thôi thì em nói luôn là nó sẽ lũ ở thòn. Em báo 36 triệu nha. 36 triệu. Nếu mà cây này mà không lũ thì chắc là phải 5-70. Anh bảo như cái tàn ở thế thôi, thích rồi. 36 triệu. Quý vị và các bạn ưng thì alo em An. Để bóng đẹp thật. Bóng rất đẹp chứ. Đây. Đấy, phải chia sẻ thật với quý vị đây này. An bảo rồi, có một cái lũa đây này. Chứ nếu mà không thì đấy, không giấu gì quý vị luôn. Đó, sao đây gọi. Đó. Thì mình có giá 36 chứ không thì cây này em nó phải bán 50 triệu. Đấy. Anh kiếm một cái gốc nguyệt quế là tròn thế điều thế rồi, tay canh nó làm tàn đẹp thế rồi. Rồi, ok. Tiếp theo một cây đơn. Mẫu đơn à? Đơn ta. Cái này là đơn vàng hay đơn đỏ đây em? Đỏ anh ạ. Đỏ. Đơn đỏ. Cái hoành ở đây là 43 anh em, 44 này. Okay. Đấy, cái chỗ này 44 này. Chiều cao là 40. Ngang là 65. Đây là vừa nó nảy nhiều này nè, trời đẹp. Đấy, bắt đầu ôn là... em xin báo giá là 8 triệu. 8 triệu. Này, giảm giá một tí anh em. Sim à? Đây là cây hoa mua sim. Nó hợi hàng với là sim, nhưng nó không phải sim. Ờ thế à? Mua. Rõ ràng là nhìn hoa lá tím à, hoa tím à. Ờ. Đấy quý vị thấy không? Như lại hoa mua ấy à? Ờ. Anh nhìn cái nụ là nhiều nụ nhá. Ừ. Chậu đẹp nhá. À, chậu bình thường nhá. Ừ. Cây 800 nghìn.
anh nhìn anh tưởng là sim cơ. Ở đây nó phải trong rơm nhá, không ra nắng ở đó, nắng nó cháy hết. 800.000 quý vị ạ. Hồng Ngọc Mai. Phải đấy. Rồi. Hôm nay em báo giá 2 triệu vào ship nhá. 2 triệu vào ship. Vâng. Em. Rồi, thế thôi. Ngô. Tiếp theo một cái ngô. Chiều cao là 52, tán ngang là 75. Hoành thon là 32. Em báo giá là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi thôi á? Vâng. 5 triệu rưỡi quý ạ. Cái ngô trồng trên chậu đây, chậu Đồng Nai đúng không em? Chậu đây chậu Bát Tràng, 350. À 400 hay sao ấy. Ôi, đấy thơm giá ấy anh em. 400.000 cái chậu này. Nếu mà mua lẻ thì đắt hơn. Tại vì em mua kiểu mua nhiều bộ. Dành dành nha. Đây nơi đó là cái Ngọc Anh, Ngọc Bút. À, ừ, Ngọc Anh. Ngọc Bút này, đó là hoa này. Ngọc Bút thì đấy. 2 triệu. 3 thân. Vâng. Thân mình rất đẹp phết. 2 triệu. Vâng. Con này là cái Nguyệt Quế. Nhìn nữa rõ tay cây hồng anh. Rõ. Đây, 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 hoa đã vươn nửa xong này. Ừ. Chả có cái nụ nào nhờ. Cái này vừa cắt cây nụ không ấy. À, nụ rồi. Thì mãi mới được nụ hoa. Cái tấm cây này dòng cây quá này nhiều cây hoa mà. Vừa cắt xong thì lên dọc. Đấy là 6 triệu. Là dòng lá xoắn bông chùm mà. 6 triệu anh ạ. Đây giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây là cây hoa. Ừ, cây này hôm nay nó lại ra hoa nhìn đẹp thế. Ở đây nó ra hoa tháng rồi nha. Ừ, đây nhìn bắt đầu nhìn được nhìn bắt đầu thấy nó ra hoa này. Một cây hoa giấy cổ được ông cụ chơi lâu rồi, em ăn này mới mua lại này. Chiều cao là 82. Cao 82 này. Ngang là 1m3. Ngang 1m3 này. Hoành thân là 31. Hoành thân 31. Em báo giá là 11 triệu. 11 triệu cái gì ạ? 11 triệu. Cây già lắm, đây quý vị nhìn. Hoa giấy này quá già luôn. Mà nó phải đến trên 20 năm rồi đấy. Vâng. Dăm này. Cây này là cây hoa giấy ta đúng không em? Vâng. Rồi, tiếp đến gửi tới cho quý vị và các bạn. Cây này là cây dành dành. Vâng. Này hồi xưa đều nhiều hoa, xong em chỉ có để là 3 quả thôi anh em. Hoa này hồi trước là giang bắt đầu ra nhiều hoa mà đúng không em? Vâng. Chiều ngang là 92. Ngang 92 nha quý vị nhá. Cao là 40. Cao 40. Vâng, đấy. Rừng dành dành ấy nhở. Em gọi là vạn lý trưng thành nhá. Anh ra mặt sau anh mới thấy là nó dài giống... hoa này. Quả. Ừ. Đấy bạn An là gọi là vạn lý trưởng thành. Đây kem gió này anh ạ. Kem gió. Nhưng anh có thấy nó dài không? Ôi, chuẩn. Đấy quả này. Ok. Tiền chưa vào giá đâu em. Cái này là 21 triệu ạ. 21 triệu quý vị nhá. Vâng. Cái danh danh bên nào thế này nó là lồ lắm. Rồi, cảm ơn An. Đâu? À đây. Rồi, giới thiệu với quý vị và các bạn. Cây tùng lá hán này. Một cây tùng lá hán dáng trực. Đẹp quá. Chiều cao là 42. Cao 42. Tán ngang là 78. Tán ngang 78.
Hoành thân là 30. Hoành thân 30. Em báo giá 28 triệu. 28 triệu quý vị ạ. Vâng. Đây là tổng bóng cây tùng La Hán. Quý vị mặt này tôi quay cho quý vị và các bạn. Đây, anh ấy chuyến về xanh xí đúng không? Một cây xanh quê, xanh nhìn như xanh lá móng ấy, đẹp thế nhỉ? Xanh xanh quê lá nhỏ, rồng tích giang. Anh có biết rồng tích giang không? Chưa, nhìn anh nhìn giống lá móng thì... Lá nó còn đẹp là lá móng chứ anh, rồng nó dày. Chiều cao là 55. Cao 55. 8.82. Quanh thờ nó đâu không anh? Anh thò ra là 54. Em báo giá 15 triệu. 15 triệu. Có đất không anh? Hai tay một ngọn. Cái này đo lại cái hoành nó là bao nhiêu nhỉ? 54. Hoành 54. Ừ, trên đây. Đất không anh? Được. Lá nó đẹp anh em. Cái này, mà lá cái đẹp. Này hạ cắt thật lâu lắm rồi quý vị ạ. Dạ, cái này lá đẹp thế. Cái đầu anh nhìn anh tưởng là xanh làm móng cơ. Lá móng mà hơi phút này chắc là hai tiền đấy. Vâng. Lá móng không có phút này đâu. Thứ gọi là quỳ lá đẹp anh ơi. Lá phải nói là để lá thành trộn lại lá của nó, lá em của nó đẹp hơn. Nhìn kiếm cái trộn nó mà có nhiều con không ra. Công nhận đẹp thật. Cái này lá đẹp. Đang thời kỳ lại lên lá nhìn lại càng đẹp. Theo cái mè nha. Cái mè dáng quái à? À, thùng là cái nhìn nó giống cái cảnh này. Anh nhìn đâu cái nhìn. Chiều cao là 65. Ngang là 90. Hoành thân là 26. Em báo giá 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi à? Vâng. Cái chỗ là của nó 1 triệu 2. Tàu gì mà đắt thế, tàu à? Hôm nay. Thế à? À, nhìn cái gốm nó đẹp này mà. Cái chậu này 1.2 triệu cơ á? Vâng. Đấy cái mè nha quý vị nhá. Nó ở da à nhỉ? Cơi đẹp, chậu đẹp. Ừ. Và nói chung là cơi bình thường, chậu cũng vừa vừa. Đẹp cái lắm cái này, bảo là nói phép. Đẹp thật chứ gì nữa. Đây là dòng lá chung đúng không em? Vâng. Hôm trước lửa xài hoa quá mà chả không bán. Hôm nay lửa hết hoa rồi nó bán. Một cái mai chú thủy lá chung. Chiều cao là 1. Tán ngang là 7 nhân. Hoành thân là 31. Hoành thân 31. Đó là cái cành nó rõ ràng rồi nhỉ. Em xin báo giá là 23 triệu. 23 triệu một cây mai chiếu thủy nu da đen lá chung. Vâng. Cái này là cây dòng lá chung. Nó là chung nu anh ạ. Chung nu ở đây chung nu. Đây quý vị và các bạn có thể xem cái thật đội hình. Tiếp theo anh về trang thơ gì nhỉ? Ôi cái trang được cái trang thơ trang sau báo giá cây gạo này đi. Cây gạo rồi em báo là 7 triệu. 7 triệu. Vâng. Cao 6 lần. Cái phần rồi nó gấp cả đá rồi. Đấy nhìn được thế thôi. Đấy 7 triệu nha quý vị nhá. Cây gạo này, gạo ôm đá đây chứ nhờ. Nó ngộm, nó gầm ra này nè. Nó gầm hết rồi. Vâng. Cây gạo ôm đá. Tiện à. Này cho cây gạo gạo luôn này. Gạo rồi là 21 triệu. Giờ này lắm gạo đấy. Nhà ấy, đang đói ăn mua lắm gạo đấy. Anh bảo Covid này cả mua gạo về phong thần thì mua gì.
Ok ạ. 21 triệu. À, thế cái gạo này nữa. Đó là hai con ốc sên. Ừ. Ốc sên này. Hôm nay con được con đơn cái là cống nhiều này. À, anh có thấy giống không? Ờ, được. Tôi đi sang lần có hoa anh nhỉ. Cái này vừa ghép xong đây, ghép đây. Cái này ý là có hoa rồi đúng không? Cái nụ hoa này, nụ hoa. Hôm trước nó rụng hết. Nhưng mà sang năm nó có hoa. À. Ok, đấy như vậy là em ấy đã thành công. Không, mình là ghép với chứ mình ghép đâu. À đấy. Được là nó ghép thành công rồi. Người ta ghép chứ em học người ta thì không học được. Rồi. Rồi, cảm ơn An rất là nhiều. Thì video này tôi cũng xin dừng ở đây. Cũng dài dài rồi, thì quý vị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo.